Ngày 14 tháng 3 năm 2013, tại phường Hợp Thịnh, thành phố Vĩnh Phúc, một cuộc ẩu đả đã trở thành thảm kịch kinh hoàng, gây chấn động cả nước. Vụ việc bắt đầu từ một mâu thuẫn nhỏ tại một quán ăn, nhưng đã trở thành một cuộc tấn công tàn bạo, khiến anh Nguyễn Tuấn Anh, nạn nhân xấu số, mất mạng. Thi thể của nạn nhân được phát hiện trôi nổi trên mặt kênh 3 ngày sau đó. Điều này đã dẫn đến một hành động phản kháng từ gia đình nạn nhân, khi hàng nghìn người bỗng khiêng quan tài người đã khuất, diễu hành gây náo loạn thành phố để đòi điều tra rõ ràng về vụ án. Dù vụ án đã trải qua hàng chục năm, song vẫn trở thành nỗi ám ảnh của dư luận trong suốt một thời gian dài. Xin chào quý vị và các bạn. Các bạn đang theo dõi chương trình cập nhật những thông tin thời sự mới nhất trên kênh YouTube Báo Người Lao Động. Sau đây là những thông tin chi tiết. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ. Vĩnh Phúc khiêng quan tài người đã khuất diễu phố gây náo loạn. Khoảng 9 giờ sáng ngày 17 tháng 3 năm 2013, người dân thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã phát hiện một thi thể nam giới ở dưới cống nước tại phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên, trong tình trạng đang phân hủy. Nạn nhân sau đó được xác định là anh Nguyễn Tuấn Anh, 27 tuổi, trú tại phố Cả, phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên. Tại thời điểm phát hiện, nạn nhân tử vong trong tình trạng có nhiều vết bầm tím ở ngực và đầu, răng của nạn nhân đã không còn. Lập tức, gia đình nạn nhân đã trình báo sự việc lên cơ quan chức năng. Ngay trong ngày, cơ quan công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi. Sự việc được hàng ngàn người dân tập trung để theo dõi. Sau khi khám nghiệm tử thi, cơ quan công an kết luận nạn nhân tử vong do bị ngạt nước. Kết luận này khiến người nhà nạn nhân Tuấn Anh nghi ngờ, bức xúc. Người nhà nạn nhân cùng một số người dân đã kêu gọi mang quan tài nạn nhân đi diễu hành gây náo loạn thành phố. Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ để vãn hồi trật tự. Từ 15 giờ chiều, lực lượng công an lập chốt chặn phong tỏa nhiều ngã đường trong thành phố Vĩnh Yên. Đến 18 giờ chiều cùng ngày, 17 tháng 3 năm 2013, người dân mang chiếc quan tài đến đặt trước cổng trụ sở tỉnh ủy Vĩnh Phúc để gây áp lực tới cơ quan chức năng. Theo người nhà nạn nhân, hai ngày trước, nạn nhân đã đi cùng một người anh em họ tên Hiệp ăn đêm tại phố Quán Tiên, phường Hội Hợp và đã xảy ra xô xát với một nhóm người. Nhiều thông tin cho rằng trong nhóm xô xát với anh Tuấn Anh có người nhà của một lãnh đạo thành phố Vĩnh Yên. Cuối giờ chiều nay, gia đình nạn nhân cho biết, bước đầu chính quyền địa phương đã tiếp xúc với gia đình và đề nghị cung cấp thêm những tư liệu, căn cứ để tiếp tục làm rõ sự việc. Vụ mang quan tài diễu phố, bước đầu điều tra khởi tố vụ án, bắt 4 bị can. Ngày 18 tháng 3 năm 2013, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, cơ quan này đã khởi tố vụ án giết người được phát hiện ngày 17 tháng 3 ở phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, theo Điều 93 Bộ Luật Hình sự. Đồng thời, cơ quan này cũng đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra về hành vi trên. Các đối tượng bị khởi tố gồm Nguyễn Văn Tình, sinh năm 1988, Nguyễn Văn Định, sinh năm 1983, cùng ở huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, Phùng Đắc Tú, sinh năm 1994, Phùng Mạnh Tuấn, sinh năm 1992, cùng ở Hợp Thịnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc và Đặng Quốc Tú, thường trú tại tỉnh Phú Thọ. 4 đối tượng đã bị bắt ngay trong chiều ngày 17 tháng 3, còn Đặng Quốc Tú hiện đang bỏ trốn khỏi địa phương. Như báo Người Lao Động đã đưa tin, khoảng 9 giờ sáng ngày 17 tháng 3 năm 2013, người dân thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã phát hiện một thi thể nam giới ở dưới cống nước tại phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên, trong tình trạng đang phân hủy. Nạn nhân sau đó được xác định là anh Nguyễn Tuấn Anh, 27 tuổi, trú tại phố Cả, phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên. Tại thời điểm phát hiện, thi thể nạn nhân có nhiều vết bầm tím ở ngực và đầu, răng của nạn nhân đã không còn. Sau khi khám nghiệm tử thi, cơ quan công an kết luận nạn nhân tử vong do bị ngạt nước. Cho rằng kết luận không chính xác, người nhà nạn nhân Tuấn Anh cùng một số người dân đã kêu gọi mang quan tài nạn nhân đi diễu hành, gây náo loạn thành phố. Đến 18 giờ chiều cùng ngày, 17 tháng 3 năm 2013, người dân mang chiếc quan tài đến đặt trước cổng trụ sở tỉnh ủy Vĩnh Phúc để gây áp lực tới cơ quan chức năng. Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã phải huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ để vãn hồi trật tự. Theo người nhà nạn nhân, hai ngày trước, tối ngày 14 tháng 3 năm 2013, nạn nhân đã đi cùng một người anh em họ tên Hiệp ăn đêm tại phố Quán Tiên, phường Hội Hợp và đã xảy ra xô xát với một nhóm người, sau đó không thấy về nhà. Ông Lê Đức Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo Công an thành phố, Ủy ban Nhân dân phường Hội Hợp phối hợp với các ngành chức năng vận động người dân. Khoảng 14 giờ 30 ngày 17 tháng 3 năm 2013, cơ quan chức năng đã khám nghiệm tử thi và bàn giao cho gia đình mai táng. Nhưng gia đình nạn nhân không đồng ý với kết luận của cơ quan chức năng và đã cùng họ hàng đem quan tài đến cổng tỉnh ủy để gây áp lực. Ngày 18 tháng 3 năm 2013, trao đổi với báo Người Lao Động, ông Bùi Minh Hồng, thời điểm này là Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, hiện cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã vào cuộc. Quan điểm của tỉnh là sẽ xử lý đúng pháp luật, đúng người, đúng tội,
bất kể liên quan tới ai. Về vấn đề có hay không, sự liên quan giữa cái chết của anh Tuấn Anh với người nhà của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, trao đổi với phóng viên báo Người Lao Động, sáng nay 18 tháng 3, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc Phùng Quang Hùng đã lên tiếng bác bỏ, không có mâu thuẫn giữa anh Tuấn Anh với con rể tôi, họ không biết nhau, nạn nhân uống rượu đâu về nên nảy sinh mâu thuẫn đánh nhau, đêm đó con rể tôi ngủ không biết ai. Ông Hùng cũng khẳng định lực lượng chức năng đang điều tra, đảm bảo xử lý vụ việc theo đúng pháp luật, dù đó là ai. Ai nói sai thì phải chịu trách nhiệm, tôi rất bực và rất muốn làm sớm, làm rõ và thận trọng, công bố công khai để bảo vệ uy tín, danh dự gia đình. Ông Hùng bày tỏ, trong một diễn biến khác, sáng ngày 18 tháng 3 năm 2013, Đại tá Hồ Sĩ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra về Trật tự xã hội C45 Bộ Công an đã trực tiếp cùng đoàn công tác xuống phối hợp với Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Phúc để điều tra làm rõ vụ việc. Theo nhận định ban đầu của Đại tá Hồ Sĩ Tiến, đây là một vụ án mạng có tính chất nghiêm trọng, hiện đã bắt được 4 nghi phạm, một nghi phạm đã bỏ trốn. Lực lượng công an đã giáo giết truy bắt đối tượng còn lại. Vụ mang quan tài diễu phố, chưa thấy con rể chủ tịch tỉnh liên quan. Chiều 18 tháng 3 năm 2013, công an khẳng định hiện chưa thấy có sự liên quan của người thân lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc với cái chết của nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh, cũng như sự có mặt của con rể chủ tịch tỉnh trước, trong và sau vụ án mạng gây chấn động dư luận này. Theo đó, trong buổi họp báo chiều ngày 18 tháng 3, công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức họp báo để thông tin về vụ giết người xảy ra tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đang gây xôn xao dư luận trong suốt nhiều ngày trước đó. Đại tá Đỗ Văn Hoành, thời điểm này đang giữ chức phó giám đốc công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã xác định 5 nghi can gây án. Các đối tượng bị khởi tố gồm Nguyễn Văn Tình sinh năm 1988, Nguyễn Văn Định sinh năm 1983 cùng ở huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, Phùng Đắc Tú sinh năm 1994, Phùng Mạnh Tuấn sinh năm 1992 cùng ở Hợp Thịnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc và Đặng Quốc Tú đăng ký thường trú tại tỉnh Phú Thọ. 4 đối tượng bị bắt ngay trong chiều ngày 17 tháng 3, còn Đặng Quốc Tú hiện đang bỏ trốn khỏi địa phương. Theo thông tin điều tra ban đầu, vào buổi tối ngày 14 tháng 3 xảy ra án mạng, Nguyễn Tuấn Anh, 27 tuổi, trú tại phố Cả, phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên, đã uống bia tại một quán bia ở thành phố Vĩnh Yên đến 2-3 giờ thì về. Khi rời khỏi quán, anh Tuấn Anh có nhờ anh Nguyễn Duy Hiệp, là anh họ của anh Tuấn Anh, trở về nhà. Trên đường về nhà, cả hai về quán nhậu của anh Soạn để ăn đêm. Tại đây, anh Hiệp, Tuấn Anh gặp một nhóm thanh niên đang ngồi ăn và xảy ra xô xát, đánh nhau. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các đối tượng này đã sử dụng hung khí ra tay với anh Tuấn Anh, khiến anh này tử vong rồi hất xuống nước. Tại cơ quan điều tra, một đối tượng đã thừa nhận mình là người dùng dao chém nạn nhân. Về động cơ gây án, bước đầu xác định là do mâu thuẫn bột phát. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra chưa chứng minh được anh Nguyễn Tuấn Anh và số đối tượng bị bắt trước đó có mâu thuẫn hay không. Cơ quan cảnh sát điều tra sẽ đẩy nhanh tiến độ để điều tra sớm đúng người, đúng tội. Tại buổi họp báo, Đại tá Hồ Sĩ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội C45 Bộ Công an nhận định, đây là một vụ án hình sự không phức tạp, xảy ra trong quá trình hai nhóm đối tượng mâu thuẫn trong quá trình ăn đêm, đã có sử dụng rượu bia, dẫn đến hai bên xô xát đánh nhau, có sự rượt đuổi. Anh Tuấn Anh đã bỏ chạy và có 5 đối tượng đã đuổi đánh gây tử vong. Trước các câu hỏi của các phóng viên về việc có thông tin nói sở dĩ người dân phản đối mạnh mẽ như vậy là do kết luận khám nghiệm tử thi cho rằng nạn nhân bị chết do ngạt nước, Đại tá Đỗ Văn Hoành khẳng định bước đầu khám nghiệm đưa ra cái chết do ngạt nước, đây là biên bản pháp luận. Trong biên bản pháp y không ai kết luận mà chỉ mô tả sự thực khách quan khi khám nghiệm tử thi trong trạng thái nào và phản ánh sự việc đó. Do người dân không hiểu hết nên mới có những hiểu lầm. Hiện nay, pháp y Vĩnh Phúc đang tiếp tục tiến hành để đưa ra kết luận chính xác nhất. Theo lý giải của Đại tá Hoành, việc diễu hành này do có một số phần tử quá khích lôi kéo người dân tham gia diễu hành. Thời điểm đông nhất có tới 300 đến 500 người, trong đó người nhà nạn nhân có 50 đến 70 người. Sau khi xảy ra vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã báo cáo Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cấp chính quyền để giải quyết. Sáng ngày 18 tháng 3, gia đình có nguyện vọng khám nghiệm lại tử thi. Công an tỉnh phối hợp với Pháp y Trung ương tổ chức khám nghiệm lại tử thi. Lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũng khẳng định chưa có căn cứ nào cho thấy thời điểm trước, trong và sau khi vụ việc xảy ra có mặt của con rể Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc như nhiều lời đồn thổi. Đại tá Hồ Sĩ Tiến nhận định nếu quá trình điều tra xảy ra đúng trình tự thì là điều bình thường, song có điều không bình thường là gia đình người nhà nạn nhân khi nhận được thông tin thì đã bị một số đối tượng quá khích, kích động gây sức ép. Đại tá Hồ Sĩ Tiến cũng cho biết C45 sẽ cử các điều tra viên khám nghiệm lại hiện trường, giải phẫu pháp y để làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc này, xác định rõ tội danh của các đối tượng. Mọi việc sẽ được tiến hành đến nơi đến chốn để xác định bản chất của vụ việc. Trước mắt, sau khi khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng sẽ bàn giao tử thi để gia đình mai táng theo quy định.
Kết quả điều tra ban đầu của Vĩnh Phúc là đúng đắn, chính xác. Vụ án không phải phức tạp mà tính chất đang không bình thường. Theo điều tra, đến thời điểm này vẫn chưa xác định được sự liên quan với người thân của lãnh đạo tỉnh. Trong quá trình mở rộng vụ án, nếu có liên quan hay không thì sẽ tiếp tục làm rõ sau. Đại tá Hồ Sĩ Tiến khẳng định. Mặt khác, lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc đều nêu rõ, nếu một số đối tượng tiếp tục kích động, gây rối thì sẽ tiến hành điều tra, xử lý theo quy định. Trở lại thành phố Vĩnh Yên, nơi xảy ra vụ án mạng, tại thời điểm xảy ra vụ án, không khí vẫn hết sức căng thẳng. Khắp các nẻo đường đều có lực lượng công an, cảnh sát cơ động đứng dẹp trật tự. Nhiều nhà hàng, quán xá, thậm chí là cơ quan cũng đóng cửa. Người dân tụ tập bàn tán khắp nơi. Nhiều đoạn đường quanh khu vực gần hiện trường khám nghiệm tử thi bị phong tỏa, không cho người dân cũng như nhà báo được phép vào tác nghiệp. Vụ quan tài giữa phố, sự thật về sự ra đi của nạn nhân. Liên quan đến vụ án giết người xảy ra tại quán Tiên, phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, xảy ra vào đêm 14 rạng sáng 15 tháng 3 năm 2013, gây chấn động dư luận thời gian qua. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã ra cáo trạng số 39 KSDT P1A, truy tố các bị can ra trước pháp luật. Nạn nhân là Nguyễn Tuấn Anh, 27 tuổi, trú tại phố Cả, phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, bị chết sau khi uống rượu và xô xát với nhóm người ăn đêm tại quán Tiên thuộc địa bàn phường Hội Hợp. Trước đó, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 người về hành vi giết người gồm Nguyễn Văn Tình sinh năm 1988, Nguyễn Văn Định sinh năm 1983 cùng ở huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, Phùng Đắc Tú sinh năm 1994, Phùng Mạnh Tuấn sinh năm 1992 cùng ở xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc và Đặng Quốc Tú đăng ký thường trú tại tỉnh Vĩnh Phúc và Nguyễn Văn Bình tức Bình Cong sinh năm 1997 cùng ở phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Tiếp đó, cơ quan cảnh sát điều tra bắt thêm Nguyễn Văn Hiệp sinh năm 1986 ở phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên về hành vi không tố giác tội phạm và Nguyễn Anh Tuấn sinh năm 1992 trú tại huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc về hành vi che giấu tội phạm vì một câu nói truy sát tới cùng. Theo cáo trạng, sau khi đi liên hoan cùng công ty vào tối 14 tháng 3 năm 2013, Tuấn Anh đã cùng với em họ là Nguyễn Văn Hiệp đi hát karaoke cùng bạn bè và uống rất nhiều rượu bia. Hiệp phải chở Tuấn Anh về. Đến quán ăn đêm ở ngã tư quán Tiên, Tuấn Anh rủ Hiệp vào ăn đêm. Khi vào đến khu vực kê bàn ăn, thì Hiệp và Tuấn Anh gặp nhóm người gây án. Do Hiệp biết Đặng Quốc Tú từ trước, nên Hiệp đến chào và mời Tú rượu, song Tú từ chối. Thấy vậy, Hiệp hỏi Đặng Quốc Tú, mày là thằng nào, sinh năm bao nhiêu, ở đâu? Tú trả lời, em tên là Tú, sinh năm 1980, quê Phú Thọ, ở cách đây 2-3 nhà. Nguyễn Tuấn Anh đi đến đầu bàn chỗ Phùng Mạnh Tuấn, Tuấn Trọc ngồi và tì tay phải lên vai trái Tuấn Trọc nói, đờ mờ, mày sinh năm 80 mà già thế. Thấy vậy Phùng Đắc Tú và Tuấn Trọc đứng dậy. Tú nói, 80, già, già cái đờ gì mà già, mày thích đánh nhau à? Đồng thời cả hai vung tay đấm Tuấn Anh. Bị đánh, Tuấn Anh vùng chạy thì Phùng Đắc Tú hô, đuổi chém chết mẹ nó đi. Tuấn Trọc hô, chém chết mẹ nó đi. Tuấn Anh chạy ra khỏi quán và chạy dọc quốc lộ 2A theo hướng từ thành phố Việt Trì về phía ngã tư quán Tiên. Thì Tuấn Trọc, Phùng Đắc Tú, mỗi người cầm một con dao, lấy ở trong quán cùng Đặng Quốc Tú, Tình, Định và Bính, lần lượt đuổi theo. Tuấn Anh chạy ra đến ngã tư quán Tiên, chạy dọc bờ bên phải của kênh. Được khoảng 10 mét thì bị ngã, nên Tuấn Trọc, Định, Tình đuổi kịp, dùng chân tay đấm đá vào ngực Tuấn Anh. Tuấn Anh tiếp tục vùng dậy được, nhảy xuống kênh, lội sang phía bờ bên kênh trái. Thấy vậy, Tuấn Trọc bảo với Định, Tình, chạy chặn bên phải. Định và Tình đã chạy dọc kênh bên phải để dồn đuổi Tuấn Anh. Còn Tuấn Trọc chạy quay lại để sang bờ bên trái, khóa đường. Chạy được một đoạn thì Tuấn Anh đã bị Đặng Quốc Tú giữ được ở bờ kênh bên trái gần bụi chuối. Tuấn Trọc chạy sang giữ Tuấn Anh cùng Đặng Quốc Tú. Lúc này, anh Nguyễn Tuấn Anh quỳ hai gối xuống bờ kênh, hai tay bo ôm gáy phòng thủ. Lúc này Phùng Đắc Tú, Bính chạy đến, rồi cả nhóm đều dùng tay chân đấm đá vào người Tuấn Anh. Nguyễn Duy Hiệp đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Điều đáng chú ý, trong lúc Tuấn Anh bị đánh, thì Nguyễn Duy Hiệp cũng chạy theo và có mặt trên đường tỉnh lộ 305 bên bờ kênh, đứng cách nơi Tuấn Anh bị 4 đối tượng trên đánh khoảng 4 mét. Hiệp đã chứng kiến toàn bộ sự việc xảy ra. Trong lúc Tuấn Anh đang ở tư thế quỳ chịu trận, Phùng Đắc Tú giơ dao lên hô, chém chết nó đi. Thấy quá nguy hiểm, Tuấn Anh liền vùng dậy để chạy, thì bị Tuấn Trọc dùng chân đạp vào mông, làm Tuấn Anh bị ngã sấp xuống dòng kênh nước chảy xiết. Tuấn Trọc cầm dao cúi xuống chém với theo Tuấn Anh nhiều nhát, nhưng không trúng. Nguyễn Văn Tình và Nguyễn Văn Định ở phía bờ kênh phải, nhìn thấy Tuấn Anh bị Tuấn Trọc đạp ngã xuống kênh, thì Định cầm gạch ném hai phát xuống lòng kênh, nơi Tuấn Anh ngã, ném gạch không thấy Tuấn Anh ngoi lên. Định cầm điện thoại bật đèn, đứng trên bờ soi xuống dòng kênh và hai bên bờ kênh tìm, nhưng không thấy nên hô to. Tao ném hai viên gạch vào chỗ nó ngã, không thấy nó ngoi lên, chắc chết rồi. Tuấn Trọc nói thêm,
không thấy nó đâu, nó chết kệ mẹ nó. Rồi cả nhóm quay về. Sau đó Đặng Quốc Tú và Tuấn Trọc quay lại quán ăn đêm, lấy hai chén rượu uống với Hiệp để xin lỗi. Và Tú xin số điện thoại của Hiệp, hai người này đi khỏi. Hiệp lấy xe máy của Tuấn Anh đi dọc bờ kênh để tìm Tuấn Anh, song không thấy. Hiệp cũng mượn điện thoại gọi vào số Tuấn Anh, song không liên lạc được, nên đi về nhà ngủ. Đề nghị mức án cao nhất là chung thân, vụ quan tài diễu phố. Chiều 14 tháng 7 năm 2015, mở đầu phần tranh tụng phiên xét xử vụ quan tài diễu phố ở Vĩnh Phúc, công tố viên luận tội. Các bị cáo bị đề nghị mức án từ hơn 2 năm tù giam tới chung thân. Cụ thể, vào chiều 14 tháng 7, Hội đồng xét xử phiên tòa vụ quan tài diễu phố ở Vĩnh Phúc chuyển sang phần tranh tụng. Mở đầu phần tranh tụng, công tố viên đưa quan điểm luận tội. Các bị cáo bị truy tố tội giết người, không tố giác tội phạm, che giấu tội phạm. Đối với các bị cáo bị truy tố tội giết người, kiểm sát viên cho rằng Phùng Mạnh Tuấn được xác định vai trò cầm đầu. Tuấn đã hô hào các bị cáo khác truy sát anh Tuấn Anh. Sau khi anh Tuấn Anh lần đầu rơi xuống nước, bò lên bờ kênh thì Tuấn đã tiếp tục đạp anh Tuấn Anh xuống kênh, dẫn đến cái chết do ngạt nước của anh này. Tại tòa và tại cơ quan điều tra, Tuấn khai nhận hành vi phạm tội. So với lần xét xử sơ thẩm trước, Tuấn có tình tiết mới là được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ. Theo đó, công tố viên đề nghị hội đồng xét xử tuyên Tuấn mức án chung thân. Đối với Phùng Đắc Tú, viện kiểm sát cũng xác định là người khởi xướng đánh anh Tuấn Anh. Đắc Tú cũng dùng chân tay đánh anh Tuấn Anh. Tú gây án trong thời gian đang trong thời gian thử thách tội cướp tài sản, nên hành vi của bị cáo này là tái phạm nguy hiểm. Đối với hành vi của Đắc Tú trong vụ án này, viện kiểm sát đề nghị mức án 20 năm tù giam, cộng mức án cũ được viện kiểm sát đề nghị mức án 22 năm 3 tháng tù giam. Với bị cáo Nguyễn Văn Tình, Nguyễn Văn Định, công tố viên xác định hai bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, gia đình cũng đã bồi thường cho bị hại, nên viện kiểm sát đề nghị cho bị cáo này được hưởng tình tiết giảm nhẹ. Hai bị cáo này bị viện kiểm sát đề nghị mức án 13 đến 15 năm tù. Bị cáo nhỏ tuổi nhất bị truy tố về tội giết người là Nguyễn Văn Bính. Bính phạm tội khi mới hơn 16 tuổi. Trong vụ án này, Bính đã cùng đồng bọn đuổi đánh anh Tuấn Anh. Trong quá trình điều tra và tại tòa, Bính luôn thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Đối với bị cáo này, viện kiểm sát đề nghị mức án 10 đến 11 năm tù giam. Bị cáo cuối cùng bị truy tố tội giết người là Đặng Quốc Tú. Đối với bị cáo này, công tố viên xác định Tú là người tích cực đuổi đánh anh Tuấn Anh, Tú dùng chân tay đánh anh Tuấn Anh. Trong quá trình điều tra năm 2013, Tú thành khẩn khai báo. Tuy nhiên, ở quá trình điều tra lại, Tú chối tội và cho rằng mình không tham gia đánh anh Tuấn Anh, dẫn đến cái chết ngạt nước dưới kênh. Tú không nhận tội, nhưng viện kiểm sát cho rằng qua hồ sơ tài liệu vụ án cũng như thẩm vấn các bị cáo liên quan vụ án tại phiên tòa đủ xác định việc truy tố Quốc Tú tội giết người là đúng người, đúng tội. Quốc Tú từng có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Hành vi của Tú là tái phạm nguy hiểm, nên viện kiểm sát đề nghị mức án 20 năm tù giam. Bị cáo Nguyễn Anh Tuấn có hành vi xúi giục và đưa tiền cho hai bị cáo trong vụ án này bỏ trốn, nên viện kiểm sát đề nghị mức án từ 2 năm 6 tháng tù đến 3 năm tù giam. Tuấn bị viện kiểm sát truy tố tội che giấu tội phạm. Với em họ của bị hại Nguyễn Tuấn Anh là Nguyễn Duy Hiệp, viện kiểm sát đề nghị mức án từ 2 năm 3 tháng đến 2 năm 6 tháng tù giam cho tội không tố giác tội phạm. Chủ mưu vụ quan tài diễu phố thoát án tử hình. Chiều 15 tháng 7 năm 2015, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đưa ra mức án đối với 8 bị cáo trong phiên tòa xét xử vụ quan tài diễu phố ở Vĩnh Phúc. Hội đồng xét xử tuyên mức án với các bị cáo như sau. Nhóm bị cáo tội giết người: Phùng Mạnh Tuấn tù chung thân, Phùng Đắc Tú 20 năm tù, Nguyễn Văn Định 17 năm tù, Nguyễn Văn Tình 16 năm tù, Đặng Quốc Tú chung thân, Nguyễn Văn Bính 9 năm tù. Hai bị cáo còn lại: Nguyễn Anh Tuấn 3 năm tù về tội che giấu tội phạm, Nguyễn Duy Hiệp 2 năm 6 tháng tù về tội không tố giác tội phạm. Phạt quản chế các bị cáo 2 đến 3 năm sau khi đã chấp hành hình phạt tù. Về bồi thường dân sự, chi phí mai táng hư hỏng tài sản số tiền 240 triệu đồng, trong đó mỗi người phải chịu 40 triệu đồng, bồi thường tổn thất tinh thần là 69 triệu đồng. Bồi thường cấp dưỡng nuôi hai con anh Tuấn Anh, mỗi cháu 570.000 đồng một cháu một tháng cho tới khi các cháu đủ 18 tuổi. Mức án lần này thấp hơn so với mức mà Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã từng tuyên phiên sơ thẩm lần thứ nhất tháng 9 năm 2013. Theo mức cũ, với các bị cáo bị truy tố về tội giết người, tòa tuyên phạt Phùng Mạnh Tuấn án tử hình, Phùng Đắc Tú tù chung thân, Đặng Quốc Tú án tù chung thân, Nguyễn Văn Định 20 năm tù, Nguyễn Văn Tình 18 năm tù, Nguyễn Văn Bính 12 năm tù. Bị cáo Nguyễn Anh Tuấn bị tuyên phạt 3 năm tù về tội che giấu tội phạm và Nguyễn Duy Hiệp 2 năm 6 tháng tù và quản chế 2 năm sau mãn hạn tù vì tội không tố giác tội phạm. Hội đồng xét xử cho rằng căn cứ lời khai các bị cáo tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa đã xác định, đêm 14 tháng 3 năm 2013, tại quán ăn đêm ở phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên, do có mâu thuẫn trong câu nói, Phùng Mạnh Tuấn và Phùng Đắc Tú đã hô hào đồng bọn
đuổi đánh anh Nguyễn Tuấn Anh. Khi nạn nhân nhảy xuống nước, cả nhóm đã chia nhau chạy quanh kênh nước để đuổi đánh. Khi anh Tuấn Anh chạy được lên bờ, các bị cáo đã xúm vào đấm đá. Phùng Mạnh Tuấn đã đạp một cái làm anh Tuấn Anh rơi xuống mương nước và tử vong sau đó do ngạt nước. Mặc dù tại phiên tòa, bị cáo Đặng Quốc Tú kêu oan, nhưng căn cứ vào lời khai của các bị cáo khác, Khai đã tận mắt thấy Tú bắt giữ anh Tuấn Anh và dùng chân tay đánh anh Tuấn Anh. Hội đồng xét xử xác định bị cáo Đặng Quốc Tú đã có hành vi như cáo trạng truy tố, không bị oan. Hội đồng xét xử khẳng định việc truy tố các bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật. Xét thấy việc luật sư Lê Kiều Oanh đề nghị dựng lại hiện trường và xem xét vai trò ông Trần Khánh Dũng, cơ quan điều tra đã thực hiện đúng quy định. Còn ông Trần Khánh Dũng không biết, không tham gia gì. Việc ông Dũng gọi điện thoại cho các đối tượng đến công an thành phố Vĩnh Yên làm việc là do yêu cầu của các điều tra viên thành phố Vĩnh Yên. Ông Dũng không biết có chuyện gì. Cơ quan điều tra không đề cập gì, vai trò của ông Dũng là có căn cứ. Hội đồng xét xử nêu rõ, vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, cần xử lý thật nghiêm khắc. Thông tin cập nhật vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Chúng tôi mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị dành cho kênh YouTube Báo Người Lao Động. Cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.